Ba Hòa là câu lạc bộ Hồ Hoa. Đây là các đội mà ban tổ chức tôi đã gọi loa để báo đến các đơn vị đã chuẩn bị phần thi của mình, các khu vực của mình và khán đài để ta tổ chức phần thi của mình rất là sớm. Cảm ơn.